Đây, cả nhà mình đang ăn cua. Hôm nay mình cho các bạn xem cua ngon là con cua như thế nào ha. Con cua ngon là con tôm như thế nào. Cho nuôi cua mà tìm được con cua hai da thì rất là khó. Bởi vì có bao nhiêu loại ở nhà để dành ăn hết trơn. Nhiều con cá rồi. Tốm là có mà lấy cây kéo cắt ra làm hai á, mới nhìn thấy được cái gạch nó bên trong như thế nào. Lột da. Hai da cua này là hai cua hai da đúng. Nhà em ăn cua là phải ăn vậy nè. Bao nhiêu tụng cua nè. Hôm nay em có 700 kg cua nha bà con. Cua đựng trong bao như thế này. Còn mấy xe anh em chưa đem về. Mình giờ mời cả nhà mình ăn cua nha. Đây. Ngày nào cũng gỡ gà là... ngày nào cũng luộc cua, gỡ gà là ngày nào nó cũng lại nó ăn hết. Bây giờ nó bươi nó mất rồi. Này. Ngày nào con nhỏ này cũng lột cua cho nó ăn hết. Cục nào bự quá thì nó bươi vài không được. Còn cục nào nhỏ thì nó gắt cái đi. Luôn đó nha. Nó ăn chút là nó. Ông này là ông bò khỏe. Tay ra chỉnh cho cái chưa? Thấy chưa? Hey. Thì nó ăn thế thì dễ dàng, còn nó ăn cua không biết này, nó ăn con cua này rồi đó đó. Nãy giờ nó vô nó tha 3-4 cục đi rồi đó. Thay vì tổ với con nó ăn thì sao á, mình với mình lên nó ăn cũng lo mẹ nó rồi. Nè, chỉ là mình cứ lột cho nó ăn hoài vậy đó. Mày bỏ vô nhẹ nhẹ để cho nó ăn rồi làm cái gì? Trời ơi, nó không gắp được cục nào nó không đi đâu. Tôi gành nó quá mà. Đó. Đừng cục nó vừa. Bay đó. Bay đi ra cả nhà. Ăn hết cục đó là bay vô nữa đó. Quá bự. Khoảng 15 phút sau là rồi. 10 phút sau không tới nữa, chừng 3 phút rồi. Đó là tới nữa rồi. Hôm qua. Có ai như vợ tôi không? Nghe người ta bảo ăn cua là ăn cả vỏ nó mới có canxi. Bây giờ về bắt trước người ta ăn cua ăn cả vỏ như vậy nè. Chịu nổi đời không? Đó. Mà không biết ăn rồi có thật sự là có canxi hay không nữa. Cho mọi người nói coi, ăn con cua mà cả vỏ như gì đây đó là nó có canxi hay không, hay là ăn cả vỏ nó có cái hiện tượng gì, nó có bị cái gì không. Con cua là phải ăn gì mà như vậy. Má ơi. Wow. Này là trời nóng nha mọi người. Gạch này là gọi là gạch du đích luôn. Oh my god. Wow. Cua này là... cua này kêu là cua hai da nha cả nhà. Cua này là...
gặp con cua luôn á. Chết cua gặp này. Không cần phải nói. Nhà có đứa em gái mà nó về là nó ăn không còn gì để nói hết. Mình lên đó mình phải để một chảo vỏ gì thế này, một thao vỏ gì đó. Quá quý. Mỗi người một nửa cũng có sao.